thưa quý vị các bạn trên một số mạng xã hội rộ lên hình ảnh của hai người trúng thưởng có nhiều điểm giống nhau dù tên được viết tắt khác nhau trên bản nhận thưởng đại diện Lót nói gì về vấn đề này đại diện Lót cho rằng Lót là doanh nghiệp 100 vốn nhà nước do bộ tài chính quản lý tất cả các buổi lễ trao thưởng jackpot đều diễn ra minh bạch công khai có đầy đủ các thông tin trên website của đơn vị cũng như thông tin đại chúng Hồ sơ trả thưởng, thông tin người trúng thưởng được lưu trữ theo quy định của pháp luật để phục vụ các cơ quan thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu. Về yếu tố hai mặt nạ giống nhau, Vietlott cũng giải thích gần đây đã quyết định sản xuất một loại mặt nạ duy nhất thể hiện biểu trưng may mắn là người tỷ phú Vietlott. Vì vậy hiện nay những người nhận giải jackpot đều đeo mặt nạ giống nhau.